Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với bản tin của tạp chí Việt Nam Sứ Viên Cao Xét. Tôi là biên tập viên Thu Anh. Chuyện tin mà hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị khán giả đó chính là 750 container đã rơi khỏi tàu của Maersk trong một cơn bão khác ở khu vực biển Thái Bình Dương. Mới đây, Maersk đã chính thức xác nhận một trong những con tàu của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một cơn bão ở khu vực biển Thái Bình Dương, khiến cho hàng trăm container đã bị rơi khỏi tàu. Theo công ty tư vấn chất lượng Ken Webster, tàu 13.100 TEU Small Essence đang đi giữa Thái Bình Dương đến Los Angeles thì bị mất tới 750 containers vào ngày 16 tháng 1. Ngoài những containers bị mất trong cơn bão, nhiều container khác cũng đã bị sập và hư hại, dẫn đến việc cần được dỡ bỏ và đặt lại vị trí khi tàu cập cảng California. Dự kiến ngày cập cảng Los Angeles sẽ là ngày 22 tháng 1 và các chuyến cập cảng sau đó có thể sẽ bị trì hoãn. Trên một con tàu của Đan Mạch, Maersk đã đưa ra thông báo về vụ việc như sau. Tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn và việc đánh giá hàng hóa một cách chi tiết đang được kiểm tra trong khi tàu vẫn tiếp tục hành trình. Sự việc này đã được thông báo đến cảnh sát biển Hoa Kỳ và các nhà chuyên trách liên quan. Sự cố container bị mất trên tàu, đặc biệt là ở biển Thái Bình Dương, đã xảy ra vào mùa đông năm nay. Cách đây vài ngày, hãng vận tải riêng của Israel đã đánh mất 76 container trên một chuyến tàu chở hàng thuê tại Ior Tianjin, đang trên đường từ Hàn Quốc đến Bắc Mỹ. Vào ngày 31 tháng 12, một tàu chở hàng của Evergreen Marine, Ever Liberal, đã bị mất 36 container ở mạng trái sau khi tàu gặp thời tiết khắc nghiệt ngoài khơi tại bờ biển Nhật Bản trên một chuyến đi xuyên Thái Bình Dương. Trong khi đó, tại Kobe, hoạt động dỡ hàng trong container bị lật trên tàu One Purpose sẽ tiếp tục trong nhiều tuần. Hãng tàu của Nhật Bản đã phải chịu tổn thất lớn nhất về container trong 7 năm gần đây, khi họ gặp phải một cơn bão lớn và giữa Thái Bình Dương vào ngày 30 tháng 11. WK Webster cùng liên quan trong vụ One Purpose cũng đã cảnh báo rằng tổng số lượng hàng hóa yêu cầu được bảo hiểm có thể lên đến 200 triệu đô la. Ngoài 1.816 container bị rơi mất trong cơn bão, thì những container bị hư hỏng nặng nề trên bông tàu cũng mang đến những tổn thất nghiêm trọng. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin của tạp chí Việt Nam Sứ Viên Cao Xét. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong bản tin tiếp theo.